Dạ, trước mặt anh chị đây là cái ngã tư, bên tay phải em là đường Nguyễn Văn Quỳ hả anh chị? Còn đường em đang chạy là đường Huỳnh Tấn Phát, rẽ trái là đường Nguyễn Thị Thập. Nguyễn Văn Quỳ thì rẽ phải lên Nguyễn Văn Quỳ thì mình đi cầu Phú Mỹ rồi hả anh chị? Dạ, bây giờ cũng 9 giờ rồi, nay ngày dưới là mùng 10 tháng 3, ngày giỗ Vua Hùng. Hôm nay em mời cô chú anh chị cùng em mình đi cập nhật lại đường phố của đường Nguyễn Thị Thập quận 7 anh chị. Và đầu video thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người một ngày mới luôn vui vẻ, an lành, đặc biệt là có cái ngày, cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên người thân cũng như là gia đình anh chị. Rồi chỗ này 1, 2 căn luôn nè ha. Đi đâu cũng thấy cái cảnh cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng. Và đây là phường Tân Phú của quận 7 đó, phía sau lưng là cầu Phú Mỹ, mình đi thẳng tới là cầu Đa Pha, qua bên kia là chợ Tân Mỹ rồi đi thẳng về luôn. Chỗ này là cái bến bãi anh chị, cho thuê đó, nhưng mà treo lâu lắm rồi không ai thuê hết. Bên kia kìa cũng cái bến bãi nữa kìa, không có ai thuê, có nhiều chỗ luôn, yến xào đó, bán yến còn phá sản. Mình sẽ thẳng luôn là tới khu Him Lam đó anh chị. Gần đây thì quận 7 có cái chỗ mà đồ cũ đó, bán đồ cũ đó, dưới chân cầu Him Lam á, mình đi thẳng này luôn, xong rồi bọc xuống chân cầu Him Lam là mình gặp. Trời ơi bên kia một cái là mắt kính lu vậy nè, Lucy, một cái là bắt Trần Tiến, rồi kế bên nữa là cái thằng Money gì đó ấy, những cái tấm biển hiệu mới luôn á anh chị, như cái thằng Money bên này nè đó, dán mới không à. Đây mới mở cái cơm niêu Thiên Lý nữa nè, nhà Pha Kim. Bên tay trái là trước mặt anh chị đó là ngày xưa là Bixi đó, bây giờ là siêu thị Go á. Cặp bên cái siêu thị Go đó là bệnh viện quận 7 anh chị. Trời ơi nguyên cái kho ở đây luôn nè. Cái quán ăn của Nhật cũng đóng cửa nữa nè. Hôm nay ngày lễ thì nhiều cái công ty người ta nghỉ anh chị, chứ còn cái dịch vụ ăn uống mà đặc biệt là của nước ngoài nó không có liên quan gì tới cái ngày giỗ tổ của Việt Nam mình. Bây giờ hơn 9 giờ rồi đó. Bên tay trái là bệnh viện quận 7. Nay trời nó âm u, cũng mưa, nhưng mà gần đây thời tiết nóng quá trời nóng luôn mà. Ôi bức đó anh chị, đi ra đường nhiều khi bây giờ 9-10 giờ thôi là cảm thấy người nó ngộp ngạt ha. Rồi cái chuyện nó nóng, rồi khói bụi nữa. Như ở ngoài 37-38 độ, chứ mặt đường mà mình đi ở ngoài đó cũng phải 42-43 độ. Đây cái chỗ bảo trì xe. Dạ, còn đây là cầu Đa Pha á anh chị, bắt ngang cái dòng kênh. Trước mặt anh chị là đường Nguyễn Văn Linh đó, ngã tư này cắt ngang Nguyễn Thị Thập với Nguyễn Văn Linh. Mình rẽ phải thì mình đi về khu vực khu chế xuất Tân Thuận, rẽ trái thì mình đi về Phú Mỹ Hưng, rồi ra ngay chỗ đường Nguyễn Hữu Thọ, đi thẳng nữa là đại học Remit rồi đó, cầu ông lớn, cầu bà lớn, rồi đi hoài luôn. Mình ra đầu đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1. Đi lên cao tốc rồi đó, Sài Gòn Trung Lương. Và nói chung nay nghỉ lễ, nhiều người người ta cũng chọn đóng cửa để nghỉ lễ. Cái Mr. Giờ y ngắn y dài
đó cũng nghỉ lễ nữa. Bán hoặc cho thuê nhà nguyên căn, shop bếp thọ. Giờ hơn mà bầu trời nó cứ âm u quá anh chị, nó không có nắng nhiều anh. Hôm qua thì nắng quá trời. Gần đây em không có chia sẻ nhiều về đường phố của Sài Gòn do em có việc đi tỉnh anh chị, đi rất là thường xuyên, hầu như chủ nhật nào cũng đi, cách gần 2 tháng này màn cửa đâu gì cũng đóng cửa quá trời. Có thể là qua một cái khung hình như thế này anh chị mình không có nhìn nó cụ thể bằng mình đi ra ngoài anh chị. Có khi là sẽ có nhiều anh chị mình xem không có trọn vẹn cái video đó, rồi cứ lướt lướt đó rồi thấy cái những cái cửa hàng người ta bán nhiều nhưng mà không có thấy được cái những cái vị trí mà em chia sẻ người ta đóng cửa, rồi những cái vị trí mà người ta mới vừa đóng cửa. Đôi khi cũng đừng có trách, nhiều khi anh chị mình xem cái video mà nó chưa có cụ thể chỗ nào đó, có thể là comment chia sẻ với em để những cái video sau em chia sẻ nó được hoàn thiện hơn. Tại vì cái nghề chính của em vẫn là đi làm hết anh chị, chứ không phải là em sống bằng cái nghề YouTube này ha. Thật ra thì chia sẻ về đường phố thì em biết một ngày nào đó em cũng sẽ về quê thôi. Đó. Lưu lại những cái kỷ niệm Sài Gòn của hiện tại. Việc theo quận 7, đóng cửa luôn rồi. Thường thường người ta nói là tre già thì măng mọc. Mình lao động tên này nhiều năm rồi thì cũng để cho hậu bối để phát triển hơn. Nay đám giỗ, nay đám giỗ toàn quốc, đường nó vắng anh chị, chứ ngày thường xe cộ rồi cũng nhộn nhịp, buôn bán hàng quá. Ồ trời, em chạy qua mất rồi. Cho thuê một cái nhà hàng ở trong có mấy con chó nó sủa. Một cái nhà hàng lớn đó, Mọc Linh. Ở đây ngày xưa là bán đồ rồi bán cà phê, giờ làm tiệm game luôn rồi. Đây là đường Mai Văn Vĩnh, Mai Văn Vĩnh. Nói chuyện nó phát âm nó nhiều cái từ nó không có theo cái tiếng quốc gia thì kêu con voi chứ không có con voi. Mai Văn Vĩnh, Mai Văn Vĩnh, mỗi vùng miền cái ngôn ngữ nó khác nhau. Như dưới quê em là kêu ba má, khi mà sau lưng ba má là kêu ổng bả, chị là chỉ, ảnh đó. Có nhiều cái từ địa phương phải cùng cái tần số á, mình nghe nó mới hợp. Ở đây trời ơi, dán thấy dán quanh năm luôn, năm này qua năm nọ. Vẫn không giải thoát được cái mặt bằng. Này thời của phá sản, nhiều cái cửa hàng cho thuê mặt bằng luôn rồi. Cái tấm mới tinh luôn. Cái sân trong đó rộng thênh thang, chắc là để gửi xe thôi. Lọt tới đây là phường Tân Phong rồi. Tân Phong của quận 7. Hôm nay đám giỗ, tối nay là nhiều hàng quán đó.
tổ chức ăn mừng, nhiều anh em nay được nghỉ làm nữa nè. Đám giỗ vua Hùng, một cái truyền thống, một cái tín ngưỡng rất là đẹp của Việt Nam mình, tưởng nhớ về cội nguồn anh chị. Ở miền Tây cũng vậy, miền Tây cũng đám giỗ đám giỗ là trước lúc đám giỗ là 4-5 ngày đó, người ta sẽ là mời họ hàng chòm xóm tới. Thật ra mục đích cái tín ngưỡng đó là mời cúng ông bà về ăn uống, chứ thật sự không phải để con cháu nó sum họp lại anh chị, nó còn biết người này người kia, con ông này con bà nọ, một cái EV gì đó cũng đóng cửa luôn, ở phía trước bán dưa hấu luôn. Nói về đám giỗ thì mục đích cũng là cội nguồn, nhớ lại cội nguồn anh chị, tổ tiên. Nhiều khi con cháu đi đâu xa, làm ăn xa cũng dành thời gian đi về, có thể đời thứ tư, thứ năm người ta không về thôi, nếu mà gần gần người ta cũng về, bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Thì cái tổ chức đám giỗ ở nhà đó thì nguyên cái khu đó đều tới. Dưới em bây giờ cũng vẫn còn người thì đi bia, người đi tiền, đi thịt, đường bột ngọt. Đường này vắng vẻ, lá bàn rơi luôn, nhìn cái đường nó bụi bụi. Đây là đường số 30 bên tay phải em nè, rẽ vô đó là đường 85, đường 79 rồi đó. Ngày xưa ở đây có một cái nhà hàng lớn lắm, cái màu vàng vàng đó anh chị, cái đó là cái kho của cái nhà hàng Rừng Chim, nay chắc cũng 20 năm hơn rồi, hơn 20 năm. Ngày xưa sinh viên là đi phụ bưng bê ở đó, xưa sinh viên đi học là bưng bê ở đó, bia dọn bàn, học hạt ngoại ngữ. Nói về ngoại ngữ thì gần đây ngoại ngữ nó cũng dính nhiều cái vụ lùm xùm á anh chị. Giờ người ta thời buổi công nghệ thông tin nó phát triển, có vấn đề gì là sẽ được phơi bày ra hết. Rồi có cái ngoại ngữ cũng lùm xùm về học phí rồi đó. Gần đây thì cũng có nhiều cái cửa hàng, cái hộ kinh doanh vàng người ta cũng vướng đó ha. Đây là quán cà phê sang sữa rồi. Sữa sang chứ không phải sang sữa. Nguyên một cái nhà lớn bên kia luôn kìa, lâu lắm rồi đó, nay có người thuê hay sao sửa lại kìa. Cái đó người ta chỉ xây sàn thôi. Em ngược lại cho anh chị mình nhìn kỹ nha. Cái bên đó người ta chỉ xây sàn thôi anh chị, sàn như tầng, còn vách hầu như là thạch cao không. Giờ đùng cái người ta đập bỏ hết vách luôn ha. Sơn phết rồi lại, bây giờ đi ống những, người ta đang thi công những cái phòng cháy chữa cháy anh chị, rồi đi thi công cái ống nước. Những cái chung cư cao cao bên kia là Sunrise City, dạ ở đây là Lotte Max. Bên đó có một cái quán xá gì đó cũng bỏ kìa, điện đốm nhìn giờ nó lòng thòng, tôn rồi nó bay rác rến quá trời luôn. Luna đó. Nhà đây là đường Nguyễn Hữu Thọ nè, mình rẽ phải thì đi cầu Kinh Tẻ,
để trái thì mình đi cầu Định Địa đó, khu vực đó giờ nó chắn ngang cái đường Nguyễn Văn Linh để làm cái hầm chui á. Mình đi thẳng ở đây thì bên đó là khu dân cư Him Lam, cầu Him Lam. Đi dưới chân cầu Him Lam thì có cái chỗ bán đồ cũ anh chị, đồ mà nó qua sử dụng, kiểu gần đây mà hàng quán đồ người ta đóng cửa đó thì người ta sẽ thu lại cái đó, người ta làm cái mặt bằng người ta bán lại đồ cũ. Và qua bên này cũng là đường Nguyễn Thị Tập, khu dân cư Him Lam. Bên đây nhìn nó sang trọng hơn bên kia anh chị, nó có cả một cái vỉa hè nè, nó vỉa hè lớn luôn, đậu cả một cái chiếc xe du lịch luôn á. Nhà cửa rồi nó cũng cao ráo á. Đường xá nó rộng hơn nè, tương giữa là trồng cả một cái bồn cây luôn. Tới đây hò dữ quá. Đây là những cái con đường số anh chị. Bán đất rồi. Nó cho thuê nhà. Sang trọng mấy cũng có những cái cảnh tượng này anh chị. Quá trời. Nguyên cái nhà lớn luôn. Ở trên có treo cái bảng chính chủ là số điện thoại 0902, dưới này là bán cho thuê là 0964, 0937, 0914, 0908, 0868, 0906 đó. Thì cái số điện thoại như vậy đó, mình biết ai là chính chủ không biết. Cái tấm trước mặt anh chị mấy dưới cửa chính đó là để chính chủ là 0909, nhưng mà cái tầng cao ở trên nó là 0902. Cái này thật ra là môi giới nhưng mà cứ để chính chủ không á. Thì mấy bạn tìm được khách hàng có hoa hồng nhưng mà dán quá trời luôn. Mình đi thẳng là lên cầu Him Lam. Đi cặp mấy dưới luôn đó anh chị. Ở đây cô bác mình mà muốn mua đồ cũ đó, thật ra đồ cũ đó đồ còn ngon nhiều lắm, đồ còn mới lắm. Có cái là hàng quán người ta đóng cửa đó, người ta sang lại đó. Rồi mình mua sẽ được cái giá mềm hơn. Thì đúng ra thì cái đó là đồ cũ rồi đó, hàng đã qua sử dụng, nhưng mà còn sử dụng được. Bên kia là cho thuê nhà, nhà đang xây cũng là kêu cho thuê luôn rồi. Mình đi xuống dưới này, đi xuống dưới này là cùng đường mình rẽ trái đó. Đi là cái chỗ đồ cũ, cháo lòng mã heo dưới này cũng buôn bán nhộn nhịp nè. Nào giờ em cũng chưa đi xuống đây. Ở trong đó hết chị, mình đi thẳng vô trong đó là cái chợ đồ cũ đó. Dạ rồi, video chia sẻ đến đây là cũng xin kết thúc đó. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ. Dạ rồi, em chào anh chị.